cho đến ngày vàng đầu, để sau ước tôi trao nàng nhận cưới, em cũng tặng tôi khăn hồng thêu cành hoa. Xin chào các bác ha. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái dòng Amly đa kênh của Yamaha, có model là DSB-A2. Thì đây là một trong những cái dòng đời huyền thoại của Yamaha, thì là đứng sau cái đàn em là A1 ha, rất là đình đám. Thì đây là hàng đấu giá nội địa Nhật về, hình thức còn khá là đẹp. Thì máy được thiết kế là toàn bộ mặt trước được phay nhôm màu vàng chanh ha. Và máy về thì nó sẽ kèm một cái khiển zin theo máy luôn nha các bác. Thì đối với cái dòng này ha, thì nó sẽ thiết kế rất là độc đáo ha, giống như là cái dòng đời Yamaha A1 ha. Thì mặt phía trước là phay nhôm ha, và hai bên hông sẽ được hai cái hồi gỗ ha, sáng bóng còn khá là đẹp ha. Thiết kế theo cái phong cách rất là cổ điển và khá là đẹp. Thì đối với cái dòng Yamaha này ha, thì nó sẽ hỗ trợ các định dạng đa kênh cơ bản như là Dolby, Digital và cả DTS luôn ha. Về mặt thiết kế ha của cái con này ha, thì cũng khá là đơn giản ha. Thì phía ngoài ha, thì nó chỉ có gồm những cái nút như sau ha. Đây là nút Standby tắt mở nguồn ha, và nút Volume ha, nút chỉnh ngõ vào. Đây là nút Input Mode ha, thì cái nút này thì nó sẽ lựa chọn cái ngõ vào là loại là cổng quang hoặc là cổng analog ha, cổng auto ha, auto BCM là DTS ha, hoặc là analog ha. Thì em lựa chọn là cho cái cổng TV ha, là auto ha, và hiện tại là cái cổng CD là cổng analog ha, và một cái nắp gấp lớn ha, rất là dày ha, bác sẽ thấy cái độ dày ha, rất là dày ha. Và bên trong đây nó sẽ chứa đựng những cái núm điều chỉnh của máy ha. Và với cái dòng Yamaha DSB-A2 này ha, thì nó sẽ có khả năng đánh ở chế độ loa A, B ha, và A+B ha. Thì với cái trở kháng phù hợp của nó ha, thì chút xíu em sẽ soi phía sau cho các bác xem ha. Và đây là nút tăng bass ha, bypass ha, thì nó sẽ đi xuyên qua, nó sẽ không thông qua mạch bass chép ha. Và với cái dòng này Yamaha DSB-A2 ha, thì nó đã thiết kế cho cái chất âm là đánh nhạc stereo cũng khá là hay ha, với cái nấm chỉnh bass chép trực tiếp phía trước máy ha, và kể cả cái nấm chỉnh ba lăng như những cái dòng âm đi hai kênh ha. Và ba cái nút này ha, thì đây là ba cái nút để mà cài đặt một vài thông số bên trong máy ha, thông số loa ha, và RST decoder, đó là cái tín hiệu từ cái nguồn ngoài ha, không qua mạch giải mã của Amly, sử dụng như là một cái bao 5 kênh ha. Và effect program ha, thì đây là lựa chọn tắt mở cái effect off ha. Thì lúc này cái Amly của chúng ta chỉ sử dụng như là Amly stereo 2 kênh mà thôi ha. Khi mà mở lên ha, thì nó sẽ có rất là nhiều cái chế độ nghe ha, thì ta sẽ lựa chọn cái chế độ nào hay nhất ha, mà sử dụng. Rồi về mặt cái cấu tạo ha, và cái tính năng của nó thì cũng khá là đơn giản ha. Rồi hình thức cái con này thì cũng còn khá là đẹp nha các bác. Hai cái má gỗ thì cũng còn rất là liên lạc ha, không xước xát gì hết ha. Rất khá là đẹp ha. Rồi đây là cái kết nối phía sau ha. Thì đây là những cái dòng rất là gấu ha, và đã được cái hãng Yamaha
đầu tư rất là kỹ lưỡng về cả thiết kế ha, cũng như là cái chất âm ha. Như các bác sẽ thấy là tất cả những cái giắc cắm đều được được mạ vàng hết ha, nhìn cái âm đi rất là chắc chắn và cứng cáp ha. Đây là cái cổng quang em đang kết nối với cổng TV ha. Và đây là cái cổng CD ha, đây là cổng analog. À, và đặc biệt là cái dòng này ha thì nó sẽ có rề ao luôn ha. À, và cái lo chính của chúng ta ha, đây là thường sử dụng là lo men nha các bác. Đối với cái dòng Yamaha này thì ta thường sử dụng là lo men ha, chứ không phải là lo phong nha. Lo phong thì chỉ là cái lo hiệu ứng phía trước mà thôi ha. Đối với cái dòng Yamaha này ha, thì nó sẽ có cái cầu nối là giữa rề ao và men in ha. Thì với cái cầu này ha thì ta có thể dễ dàng để rút ra để mà kết nối với một cái thiết bị trung gian như là văn số vào để hát karaoke hoặc là lọc equalizer thì lúc này thì ta sẽ cho tín hiệu vào đi tín hiệu quang đi trực tiếp vào âm ly giải mã DAC 24 bit xuất ra thì ta sẽ lấy tín hiệu rề ao để giải mã đã giải mã xong và đưa vào một cái lọc hoặc là cái văn số để trộn tín hiệu và sau đó tín hiệu in của cái out của cái thiết bị ha, sẽ đưa vào cái main in ha, thì lúc này nó sẽ tín hiệu nó đi ngược trở về ha. Ha, thì lúc này cái âm đi của chúng ta đảm nhận hai cái nhiệm vụ, đó là một nhiệm vụ giải mã điều chỉnh bát chép ha, làm rề và sau đó qua một cái thiết bị trung gian và sau đó đưa về một cái main in ha, cũng khá là hay. Ha, thì đây là kết nối loa ha, hàng loa main trái phải ở phía trên ha, và hàng loa B ở phía dưới ha, thì cái trở kháng của nó sẽ từ là 6 ohm ha, và khi mà nhỏ nhất là từ 6 ohm ha, khi mà đánh ở chế độ A cộng B ha, thì một loa mà nhỏ nhất là phải từ 12 ohm ha, thì các bác phải phối hợp cho nó phù hợp ha, khi mà đánh ở chế độ A cộng B ha, nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng tới âm đi. Thì đây là cái vấn đề kỹ thuật lắp ghép loa ha. Rồi đây là hai cái loa rear, hai loa hiệu ứng phía sau ha, hai loa hiệu ứng phía trước ha, và cái loa center ha. Và đây là cái thông số của cái con âm đi Yamaha DSB-A2 điện áp 100V công suất là 360W ha, và dòng này đương nhiên là sản xuất tại Nhật ha, một cái con âm đi rất là khủng ha, và rất là cao cấp ha, của Yamaha trong thời bây giờ. Rồi em sẽ mở cái nội thất ha, ra để chút xíu nữa là soi cái nội thất bên trong cho các bác xem ha. Ha, thì đối với cái dòng Yamaha này khi mà ra mắt cái sản phẩm là Yamaha A1 thì nó sẽ có cái giá khá là cao, thì rất là khó tiếp cận với người tiêu dùng, nên cái hãng Yamaha đã chế tạo thêm một cái con Yamaha A2 thì để có thể tiếp cận với giới audio cấp trung. Thì về cái công suất của nó thì nó lên đến là 140W một kênh cho loa 6 ohm. Và còn hai cái loa hiệu ứng phong phía trước thì nó sẽ hỗ trợ là 40W cho một loa. Và dòng này nó cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều cái chế độ âm thanh phía trước ha, như em nói là các chế độ của effect program ha. Rồi và về cái kích thước của nó ha, chiều ngang là 473mm ha, chiều cao 171mm ha, và chiều sâu 470mm ha. Trọng lượng của nó khá là nặng nha các bác, nặng lên đến là 21kg, rất là nặng ha. Thì cái giá xuất xưởng của nó cũng khá là cao, lên đến là 178.000 yên ha. Thì so với cái tiền Việt bây giờ thì nó sẽ tầm là 39 triệu đồng ha, cũng khá là cao. Rồi em sẽ mở cái nội thất bên trong để cho các bác xem luôn ha. Rồi thì đây là cái nội thất bên trong của cái con âm ly Yamaha A2 ha. Thì các bác sẽ thấy là nó sẽ có cái cấu tạo rất là gấu ha. Ruột gan con này thì kín mít luôn ha. Và cái biến thế của nó là cực kỳ to nha các bác. Đây, rất là to
thì theo cái thông tin của hãng thì nó sẽ có cái trở kháng thấp nên nó sẽ có khả năng cung cấp cái công suất lớn, cái nguồn lớn cho cái bộ phận công suất, thì cái trọng lượng của nó lên đến là 8,5 kg. Và hai cái tụ lực nguồn rất là cao nha các bác, to đây. Thì một tụ nguồn của nó thì cái dung lượng lên tới là 2000 microfarad ha, thì rất là lớn ha, rất là hiếm khi những cái amply nào nó sẽ có cái tụ lọc nguồn lớn đến như vậy ha. Và cái chiều cao của cái tụ thì khá là cao ha. Thì đây là một cái tấm nhôm tản nhiệt cũng khá là lớn ha, và nó sẽ sử dụng là 12 sọ than lớn. Nó sử dụng những cái vĩ mạch riêng biệt với nhau ha, thì mục đích nó là chống nhiễu ha, thì tránh để nhiễu từ cái bộ phận này qua cái bộ phận khác ha. Ruột gan con này thì rất là gấu nha các bác. Còn khá là sạch sẽ ha. Thì đó là cái ruột gan của cái amply. Và đây là hai cái má gỗ của nó ha. Hai má gỗ em đã tháo ra. Cũng còn khá là đẹp. Và đây là khiển zin luôn ha. Khiển này là đúng đời của Yamaha A2 luôn ha. Thì đúng đời của nó ha, thì cái model của nó là RAV180 ha, cùng cái hình dạng ha, nhưng nó sẽ có rất là nhiều đời. Mở ra thì ruột gan con này khá là lớn. Rồi em sẽ test lại cái âm thanh ha. Effect on ha. Effect on lên ha. Thì các kênh loa còn lại ha, như là loa rear, phong ha, và center ha, thì tùy theo cái chế độ âm thanh ha, thì nó sẽ hỗ trợ sức ra loa ha, chứ không phải là có chế độ có chế độ không ha. Chế độ AB, AB ha, tiếng bass và chép của nó ha, khá là áp phê ha, chỉnh rất là cho đến ngày mang đầu để sau tôi trao nàng nhận cưới. CD ha. Thì đối với cái khiển ha, thì cái motor của amply ha, thì nó được điều khiển bởi một cái motor trong cái nút volume ha. Khi mà ta nhấn nút volume ha, thì nó sẽ xoay cái nút ha. Ha,
thì với cái dòng Yamaha DSP-A2 này ha, thì nó có thiết kế công suất khá là lớn ha, thì các bác có thể lắp tần số vào để hát karaoke cũng rất là tốt ha, hoặc là có thể sử dụng để làm giải mã DAC ha, hoặc là nghe nhạc trực tiếp từ Smart TV đi xuống ha, thông qua cái cổng quang ha, thì rất là tiện dụng ha. Thì xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác.